ngày 17 tháng 9 năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Hơn 1.000 cán bộ nhân viên tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tham gia sự kiện từ các điểm cầu trực tuyến. Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam được Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua tại Nghị quyết số 426 ngày 9 tháng 9 năm 2021. Tổng Giám đốc ban hành quy định công tác an toàn kèm theo quyết định số 1221 QĐ-EVN ngày 9 tháng 9 năm 2021. Quy định bao gồm 9 chương, 109 điều và 8 phụ lục. Theo Ban An toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, quy định công tác an toàn của tập đoàn đã cập nhật các nội dung thay đổi mới nhất của pháp luật hiện hành về an toàn vệ sinh lao động, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai. Tại hội nghị, Ban An toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hướng dẫn cụ thể các nội dung trong quy định về công tác an toàn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời giải đáp những thắc mắc nhằm giúp các đơn vị hiểu rõ trong quá trình thực hiện. Để theo dõi nhiều hơn các thông tin mới, hữu ích về Tập đoàn Điện lực Việt Nam, quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube Điện lực Việt Nam EVN News. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.